nhẹ nắng trưa. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bồng. Gió êm ru lời mõ ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buồn màu lam khói, hoa nâng nở khắp sân nhà. Người chân lý từ bi, lời Phật dạy thiết tha, chắp tay sen nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam Mô Bồ Tát Phật Đà. Gió nhẹ nắng trong rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều bồng. Gió êm ru lời mõ ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Diệu pháp âm Như Lai, mắt diệu ánh trắng rồng. Ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng con xin được thành kính cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đài Đức Tăng Ni, cũng như quý vị quan khách trở về phía trước những dài ghế nơi Bổn Tự chúng con đã sắp đặt để chuẩn bị cho lễ tưởng niệm chiều hôm nay. Quý quá, Hòa Thượng khỏe mạnh. Nha. Yeah. Khỏe mạnh, thỉnh Hòa Thượng đến liền. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này chúng tôi nhìn thấy Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đã vân tập. Chúng tôi cũng nhận thấy quý vị thân hào nhân sĩ, quý vị lãnh đạo đoàn thể, cộng đồng tổ chức, các cơ quan truyền thông, đồng bào học tử cũng đã từng bước vân tập về lễ đài. Chúng tôi cũng nhận thấy ban hương thiền cùng với các anh em nghệ sĩ ở trong tổ đình Minh Đăng Quang, cũng như các nghệ sĩ của vùng Đích Tô Sài Gòn hôm nay về tham dự. Giờ này chỉ còn vào khoảng 10-15 phút nữa là chúng ta sẽ khai mạc cho đại lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Thưa liệu quý vị, lễ tưởng niệm Đức Đệ Ngũ Tăng Thông,
trưởng lão hòa thượng Thích Tức Quảng Độ sẽ được cử hành trong 10-15 phút nữa, và chúng tôi ban tổ chức sẽ cử hành đúng giờ. Nên xin trân trọng kính thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni, quý quan khách và toàn thể lễ quý Phật tử về tham dự đại lễ hôm nay. Thì giờ này xin pháp phục chỉnh tề và xin vân tập về lễ đài để chúng ta sẽ chuẩn bị cử hành đại lễ. Sẽ bắt đầu cho buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Vì vậy chúng con xin được cung thỉnh chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, quý vị thân hào nhân sĩ ít truyền thông báo chí và quý nam nữ Phật tử đồng đến trước dắt lên đường để chuẩn bị cho buổi lễ tưởng niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa xin mời tất cả quý vị. A Di Đà Phật, và chúng con xin cung thỉnh hòa thượng trưởng ban tổ chức Quang Lâm để bắt đầu cho buổi lễ chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ, quý vị truyền thông báo chí và toàn thể nam nữ Phật tử tại tổ đình Minh Đăng Quang chiều hôm nay. Hôm nay tại tổ đình Minh Đăng Quang, chúng con hướng vọng về từ hiếu Sài Gòn Việt Nam để làm lễ tưởng niệm Đức Đề Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Cả một cuộc đời của Ngài đã hy hiến cho Đạo Pháp, một công dân Việt Nam yêu nước, dẫn thân tranh đấu cho dân chủ, tự do và nhân quyền cho toàn dân Việt Nam, để tri ân và truy tặng công đức của trưởng lão hòa thượng Thích Quảng Độ, Đề Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tổ đình Minh Đăng, hòa thượng Thích Minh Tuyên, hội Á Hữu tù nhân chủ tịch và tôn giáo Việt Nam, hội đồng liên kết quốc nội hải ngoại liên hữu Phật giáo Thống Nhất, hội đồng
Hương Thái Bình và các hội đoàn đoàn thể, các nhân sĩ tri thức và đồng bào Phật tử tại Nam Cali đồng tổ chức lễ tưởng niệm. Trong giờ phút trang nghiêm và thanh tịnh này, chúng con xin được thành tâm để đầu đảnh lễ, kiền thiện quý ngài và toàn thể quý vị khởi thân đứng dậy để niệm Phật cầu gia trì và phúc mật niệm. Xin cảm ơn nước Mỹ đã bao dung rộng khắp hành tinh, trang trải tấm lòng vì tha vô ngã đối với nhân loại, có trái tim dũng cảm yêu thương luôn bảo vệ và giúp đỡ những người con yếu thế và đang khổ đau, trong đó có chúng ta. Toàn thể đại chúng đồng cúi xuống để chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng cho tình yêu dân tộc, tinh thần hồn thiêng sông núi. Chúng ta hãy hướng về quê hương để Việt Nam ơi, đây một trang sử mới, đồng bào ơi, ta hãy viết chương đầu, hơi như trái tim hòa chung nhịp đập, xin hãy cùng chung sức đóng sông pha, trong đêm tối ta kêu gào khẩn thiết vùng lên đi hơi hồn thiêng dân tộc. Xin toàn thể đại chúng đồng cúi xuống để chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. Xanh màu từ bi, năm châu bốn biển tri ân, Thích Ca từ phù chuyển luân cõi này. Trời ơi chứng quả khắp đầy, chúng sanh sáu cõi tấm mây pháp lành. Thời gian thấm thoát qua nhanh, lá cờ Phật giáo bay quanh địa cầu, lan tỏa Phật pháp nhiệm màu, liên hiệp chúng quốc cùng nhau vững bền. Từ bi trí tuệ tiến lên, ngày mai thành Phật tòa trên sen vàng. Cờ Phật giáo ánh từ quang, năm châu bốn biển huy hoàng tung bay. Chào cờ Phật giáo Việt Nam được bắt đầu. Chào
niệm giác lên đức đề ngũ tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Ngài đã hy hiến một cuộc đời của mình cho đạo pháp và dân tộc. Ngài như hoa sen giữa bùn lầy đã làm cho đạo pháp được thơm lây. Một phút tưởng niệm được bắt đầu. An toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý vị thân hào nhân sĩ, quý vị truyền thông báo chí và toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện trong tổ đình Minh Đăng Quang chiều hôm nay. Ngàn năm gót ngọc vẫn còn, ngàn năm mưa pháp từ non đổ về, ngàn năm trôi đổi bến mê, ngàn năm trần thế vòng về nguồn tâm. Nguồn tâm đó chính là lòng từ bi vô điều kiện của Đức Đề Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đại lão Hòa Thượng đã thâu thần viên tịch vào ngày 22 tháng 2, 2020 tại Tổ Đình Chùa Từ Hiếu Sài Gòn Việt Nam. Trong giờ phút này, tại đạo tràng Tổ Đình Minh Đăng Quang chúng con làm lễ tưởng niệm Đức Đề Ngũ Tăng Thống, chúng con xin thành tâm lễ đầu cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Pháp Viện Minh Đăng Quang, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Các Sĩ Thế Giới, Trưởng Ban Tổ Chức, có đôi lời khai mạc cho buổi lễ hôm nay. Xin được thành tâm lễ đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị, đến rồi đi như nhàn qua đầm lạnh, thoáng mất còn như ngọn trúc gió xanh. Người ở lại với nỗi niềm khắc khoải, thoáng mất còn như một giấc chiêm bao. Đức Đề Ngũ Tăng Thống suốt cả cuộc đời mình đã phụng sự cho đạo pháp và dân tộc, giờ đây Ngài đã ra đi và hiện diện trước đạo tràng Tổ Đình Minh Đăng Quang của chúng con, thành tâm thiết lễ tưởng niệm Ngài. Xin thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Tuyên trong giờ phút này có đôi lời khai mạc trong buổi lễ tưởng niệm này. Xin thành tâm cung thỉnh Ngài. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Đại Bi Đại Trí Đại Huệ Đại Nguyện Đại Hạnh Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Trượng Phu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ lực đại liệt vị Tổ Sư Bồ Tát. Thành kính đảnh lễ giác linh đức cố đại lão hòa thượng đệ ngũ tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thành kính đảnh lễ chư tôn thiền đức hiền thánh tăng thập phương thường trụ hiện tiền. Quý ngài là trưởng tử của Phật, là sứ giả của Như Lai, là bậc thầy mô phạm của trời người. Nay chấn tích quan lăng hiện thân tham dự chứng minh đại lễ tưởng niệm
truy tán công hạnh của Đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, được tổ chức tại tổ đình Minh Đăng Quang đây thì thật là hân hạnh và phước báo vô cùng cho ban tổ chức. Xin nhiệt liệt hân hoan chào mừng quý chức sắc lãnh đạo tinh thần tôn giáo, quý vị lãnh đạo, đại diện, tổ chức, cộng đồng, đoàn thể, quý nhân sự, dân cử, các cơ quan truyền thông báo chí, quý đồng hương, đồng bào Phật tử và tất cả các trưởng lãnh đạo gia đình Phật tử. Thật là đẹp đẽ biết bao nhiêu, thật là ý nghĩa biết bao nhiêu, và thật là hùng tráng lẫm liệt biết bao nhiêu. Chúng ta cùng nhau hội hiệp nơi đây để làm lễ tưởng niệm truy tán công hạnh của Đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống, một bậc thượng nhân giữa loài người, một bậc cao tăng của Phật giáo, một người Việt Nam ưu tú quý hùng và là một nhà văn hóa lớn của nhân loại. Thưa quý ngài và quý vị, theo quy luật của càn khôn vũ trụ, hễ đồng thanh thì tương ứng, đồng khí thì tương cầu, bậc thượng nhân thì kết hợp với thượng nhân, mà người ưu tú sẽ đồng hành cùng người ưu tú. Nên đại diện ban tổ chức, chúng tôi vô cùng hân hoan chào đón và nhiệt liệt quan minh sự hiện diện cao quý đẹp đẽ của chư tôn thiền đức và của tất cả liệt quý vị. Thưa quý ngài và liệt quý vị, khi cảm niệm về Đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống, trí quan thượng nhân đã đề tặng cho Đức ngài bốn chữ Phật Pháp Công Thật. Và khi viết về Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thiền Sư Nhất Hạnh đã viết: bằng đức vô quý lớn lao của Thầy Quảng Độ đã cứu chuộc được cho tất cả chúng ta. Có Thầy Hoàng Độ, ta mới dám ngửa mặt lên nhìn người và mới dám nhìn thẳng vào trong mắt của con cháu chúng ta. Đức Dalai Lama thứ 14, vị Pháp Vương của Phật giáo Tây Tạng và cũng là vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo toàn thế giới, ngài gửi cái thông điệp để chia sẻ niềm đau thương mất mát đến toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Ngài viết: tuy không có dịp được gặp mặt, nhưng tôi hiểu Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là hiện thân của Bồ Tát, đã hy hiến cả đời để phục vụ tha nhân. Ngài đã sống một cuộc đời đẹp đẽ với tất cả những ý nghĩa cao cả và thiêng liêng nhất. Học giả Nguyễn Văn Quân đã ca ngợi Đức ngài: vậy là thêm một học giả lừng danh của thế hệ vàng Phật giáo Việt Nam đã về bên kia thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp Phật học của Thầy Quảng Độ có thể gói gọn trong hai chữ: cống hiến và đấu tranh. Cống hiến trong vai trò một bậc chân tu và đấu tranh bất bạo đạo động trong vai trò của một trí thức dân thanh. Alan Lowell, dân biểu của Liên Hoan Hoa Kỳ, đã gửi một lời chia sẻ về sự đau buồn trong sự ra đi của Đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống. Đây là một mất mát to lớn đối với người dân Việt Nam
và đối với tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới. Tin tưởng vào các giá trị nhân quyền và tự do tôn giáo. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Damien Rittenbrink, viết rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ là người tranh đấu không mệt mỏi cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Ông luôn tận tâm theo đuổi công lý bằng các hình thức bất bạo động. Những nỗ lực hòa bình này được toàn thế giới ngưỡng mộ. Nhưng thưa quý ngài và liệt quý vị, người con Phật kính ngưỡng và học hỏi theo gương Bồ Tát đại hạnh của ngài, các nhà văn hóa lớn trên thế giới, những nhà đấu tranh nhân quyền, những người biểu hiện cho lương tâm và lương tri của thời đại, thì hết lời ca ngợi xưng tụng, và chắc chắn rằng hình ảnh của Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ sẽ sừng sững ngự trong lòng của lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng, trong lòng của lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung, và trong dòng lịch sử văn hóa tâm linh của nhân loại. Nhưng với riêng Đức Ngài thì thật là Đức Ngài không mài ngọc thế đá tượng chẳng cần ai tà, lũa hay kế nào đợi bút ai ghi, chỗ người ngồi một thiên thu tuyệt tác, giữa vô cùng người sáng ý từ bi. Thật vậy, quả thật như vậy, đúng thật như vậy. Trong dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như trong dòng sinh mệnh văn hóa tâm linh nhân loại, Đức Đệ Ngũ Tam Thông đến và đi cũng như Đức Bồ Tát Thích Quảng Đức, mỗi người một cách, tùy thế mà ứng, tùy cơ mà chuyển, tùy thời mà độ, tất cả đều là huyền, huyền và huyền. Những công hạnh của người kết tụ thành dấu ấn vĩ đại, thiêng liêng để hiến tặng cho Phật giáo đồ Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam và cho những bậc hùng anh của thế giới. Thật vậy, bằng chất liệu đại bi, Đức Ngài đã thác chất trong dòng dõi họ Đặng ở Thái Bình, nước Việt Nam. Bằng chất liệu đại trí, Đức Ngài đã vượt qua mọi ý thức quy ước, mọi nền học thuyết trong dòng chảy của thế tục tử sinh. Bằng chất liệu đại nguyện, Đức Ngài đã tiếp nối dòng tâm linh đại Việt, kế tục tâm lực đại tổ sư xuyên suốt qua các thời đại. Và bằng chất liệu đại hạnh, Đức Ngài đã biến ngục tù sinh tử thành đóa sen hồng thơm đẹp ngàn đời, đóng góp vàng son kiên trinh bất hoại, hình thành đại vô quý ân sừng sững quý hùng trong dòng lịch sử cũng như trong dòng sinh diệt của thế gian vô thường biến động. Người là cái tuần trước gió, người là thật thủ tốn tầm lắm, người là viên kim cương vô giá trong các buổi cuộc đời, người là hoa sen trong biển lửa. Nên tất cả mọi ngôn ngữ đều trở nên bất lực, vô nghĩa, không thể nào diễn tả hết được cái đại nghĩa, đại hạnh của Đức Ngài. Tất cả mọi khen chê, thương ghét, bình phẩm đều trở nên phù phiếm, hư vọng, không thể nào liệt tả được, tiếp cận được cái đại nghĩa, đại hạnh của Đức Ngài.
Đức Ngài đã đến, đã sống, đã ra đi, uy hùng lẫm liệt và tự tại thông dong, như một bậc thầy, một con sư tử chúa, một đấng pháp vương tử, với tất cả công hạnh vĩ đại cao cả, hình thành từ những chất liệu thiêng liêng màu nhiệm là đại bi, đại trí, đại nguyện và đại hạnh của mười phương ba đời chư Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa liệt quý vị, người là một bậc thầy lớn cao cả đẹp đẽ như vậy, suốt cả cuộc đời 93 năm hy hiến cho sự trường tồn và vinh quang của đạo pháp, của dân tộc và của nhân loại. Chúng ta là ai đây? Giờ này chúng ta làm lễ tưởng niệm người, chúng ta phải làm lễ như thế nào để đích thực được gọi là kính trọng người một cách đích thực, làm lễ tưởng niệm người một cách đích thực? Chúng ta làm lễ tưởng niệm người không phải để khóc thương, cũng không phải để ngợi ca hay tán thán, mà bèn là nhân cái cơ hội thiêng liêng trọng đại này để mỗi người chúng ta hãy quán chiếu mình một cách sâu sắc, toàn diện và khẳng định nên mình thực sự là ai đây. Phải đứng lên cất tiếng rống uy hùng như con sư tử chúa, rũ bỏ tất cả hư danh, giả tướng, thế trí, phàm tâm, để làm một bậc đại trượng phu, làm một đấng pháp vương tử, tiếp nhận lấy ngọn bút đại bi, đại trí, đại nguyện, đại hạnh của Đức Ngài và viết tiếp trang lịch sử vàng son của Việt Nam và Phật giáo. Trong tinh thần lắm liệt và quy nghi đó, kính bạch quý ngài và kính thưa quý liệt thị, nhân danh ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc đại lễ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con tri ân Hòa Thượng trưởng ban tổ chức rất nhiều. Kính bạch quý ngài, cuộc lữ trăm năm kể cũng dài, nhưng rồi không quá một tầm tay, thiên thu những gì khoảng khắc, chợt mất bất chợt còn như gió bay. Dẫu là Đức Phật ra đời cũng có ngày niết bàn yên nghỉ, Đức Đại Lão Hòa Thượng viên tịch ấy là lẽ tự nhiên, như lá rụng về cội nước chảy ra khơi. Sống người thân sanh tử một đời, thác về chốn niết bàn muôn thuở. Hành nguyện của cổ Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là cao siêu và tuyệt diệu như thế, như cảnh nhà giữa trời không, như ảnh trăng in đại nước. Ngài đến và đi vằng vặc như tăng sao, êm đềm như gió mát, mang khoang khoảng hương bay của bậc sử giả Như Lai. Hơn 92 năm phụng sự cho đạo Pháp, ngài đã làm cho tổ ấm được trùng quang, rừng thiền hoa nở, gương giới đức bay xa, muôn người được ân tiếng lời lạc, và trở về chứng minh tham dự lễ tưởng niệm Đức Đề Nguồn Tăng Thống Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Chúng con xin được phép giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Người Chùa Diệu Pháp, Chủ tịch Hội đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại. Chúng con xin được hành kính để đầu đảnh lễ được giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang, thành viên Hội đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. Chúng con thành kính để đầu đảnh lễ được giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tình Xã Giác Lý, thành viên Hội đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. Chúng con thành kính để đầu đảnh lễ được giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Pháp Trí, cũng chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay. Và chúng con sẽ được thành kính để đầu đảnh lễ được giới thiệu
Hòa thượng Đào Hiệu Thích Minh Tuyên, viện chủ tổ đình Minh Đăng Quang, phó chủ tịch kiêm viện trưởng viện hành đạo, giáo hội Phật giáo tăng già các sĩ thế giới, trưởng ban tổ chức đại lễ. Chúng con xin được thành kính giới thiệu Thượng tọa Đào Hiệu Thích Thiện Phước Chùa Việt Nam, Thượng tọa Đào Hiệu Thích Minh Tâm cùng Quang Lâm chứng minh tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Cho phép chúng con được giới thiệu sư bà Diệu Ngô Chùa Liên Hoa, sư cô Liên Học tỉnh xã Ngọc Xuân, sư cô Trúc Trung Minh tỉnh xã Ngọc Xuân, sư cô Liên Hiệp tỉnh xã Ngọc Xuân, sư cô Nguyên Ý, sư cô Chân Giác Niệm Phật Đường Phổ Đồ, sư cô Trung Thiện tỉnh Thất Vàng Quang, ni sư Như Bảo, ni sư Như Quang, đồng Quang Lâm chứng minh buổi lễ ngày hôm nay. Và chúng con giới thiệu ni sư Trí Thiện tỉnh Thất Quang Âm, sư cô Như Như cùng Quang Lâm và tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Cho phép chúng con đồng giới thiệu. Về phía quý vị quan khách, cho phép chúng tôi được giới thiệu ông Phạm Trần Anh Pháp Danh Minh Đức, chủ tịch Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam, cư sĩ Chân Huyền, đại diện Liên Hữu Phật Giáo Thống Nhất cùng trở về tham dự buổi lễ hôm nay. Nhà báo Thanh Huy Việt Báo cùng trở về tham dự buổi lễ hôm nay. Nhà báo Thanh Phong Việt Long cùng trở về tham dự buổi lễ hôm nay. Nguyễn Việt Hưng Việt Phổ TV cùng trở về tham dự buổi lễ hôm nay. Giáo sư Trần Văn Chi, Tổng Thư ký Viện Đại học Phật Giáo Hòa Hảo cùng trở về tham dự buổi lễ hôm nay. Ông Nguyễn Ấn Lạc, Phật Giáo Hòa Hảo, Phó Hội trưởng Hội đồng Trị sự Trung ương cùng trở về tham dự buổi lễ hôm nay. Julie Little Sài Gòn Radio, Hồn Việt TV cũng trở về đưa tin và tham dự buổi lễ hôm nay. Ông Nguyễn Huỳnh Nam và Trần Thị Nga cũng trở về tham dự buổi lễ hôm nay. Anh Minh Hùng cũng trở về tham dự buổi lễ hôm nay. Quý Ngọc cũng trở về tham dự buổi lễ hôm nay. Và Nguyễn Thanh Hà, Họp Mặt Dân Chủ cũng trở về tham dự buổi lễ hôm nay. Cho phép chúng con được giới thiệu toàn thể đài Dalai Lama TV cũng trở về đưa tin và tham dự buổi lễ hôm nay. Lê Nguyễn Thiền Tuyền cũng trở về tham dự buổi lễ hôm nay. Sư Bùi Đức Uyên, Hội Cựu Học Sinh Chu Văn An cũng trở về tham dự buổi lễ hôm nay. Cho phép chúng con được giới thiệu toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni trụ trì các từ viện tỉnh Thất Niệm Phật Đường cũng như nam nữ Phật tử tổ đình Minh Đăng Quang cũng trở về tham dự buổi lễ hôm nay. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để chúng ta được chào đón tất cả quý vị đã trở về tham dự buổi lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tuân tuyên tiểu sử của Đức Đề Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, chúng tôi xin kính mời nhà biên khảo sự học Phạm Trần Anh sẽ tuân tuyên tiểu sử của Ngài. Xin được kính mời. Chúng tôi xin được kính mời nhà biên khảo sự học Phạm Trần Anh sẽ cung tuyên tiểu sử của Đức Đề Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Xin được kính mời anh. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị. Ngàn năm gót ngọt vẫn còn, ngàn năm mưa pháp từ non đổ về, ngàn năm đôi nổi bến mê, ngàn năm trần thế vòng về nguồn chân. Tất cả đại chúng hãy lắng đồng tâm tư để lắng nghe một cuộc đời hành đạo của Đức Đề Ngũ Tăng Thống Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa chư tôn trưởng lão hòa thượng, thượng tọa đại đức, quý ni trưởng, ni sư, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị lãnh đạo các hội đoàn và toàn thể đồng bào Phật tử. Kính thưa quý vị quan khách, trong không khí trang nghiêm, u linh bàng bạc của hồn thiêng sông núi,
dưới sự chứng giám của chư Phật, chúng ta cùng nhau tưởng niệm giác linh cố trưởng lão Thích Quảng Độ, đức đệ ngũ tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một cao tăng tài đức vẹn toàn, một Bồ Tát sống thật giữa đời thường, sống vào vòng nước lửa để cứu dân, cứu nước, cứu đời, cứu đạo. Hình ảnh buổi lễ tang lễ vừa qua ở trong nước tuy đơn sơ nhưng hết sức trang trọng, với chư tôn đức tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tăng già bản thể, tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, kể cả trong giáo hội quốc danh của nhà nước Cộng sản. Mặc dù là tang lễ của một vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo thống nhất chống nhà cầm quyền bị kiểm soát hạn chế, thế mà hàng ngàn Phật tử vẫn nối đuôi nhau cúi đầu bước theo sau linh cứu của đức đệ ngũ tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đã nói lên tất cả vận nước lòng dân muôn người như một. Kính thưa chư liệt vị, từ trong nước vang lên lời thỉnh cầu và cung tiến tôn sư của Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, lời ai điếu thống thiết của hàng đệ tử được Hòa Thượng Thiện Minh là một tù nhân lương tâm cùng chịu đựng cảnh tù đầy suốt 26 năm như cố đệ ngũ tăng thống tuyên đọc. Với đại hùng, đại lực, đại từ bi, Hòa Thượng đã thắt chất trong dòng dõi họ Đặng tỉnh Thái Bình, Việt Nam, một con dân nước Việt yêu nước thương nòi. Với đạo hạnh của bậc đại nhân đại trí, Hòa Thượng đã vượt qua mọi tri thức quý ước, mọi nền học thuật trong dòng chảy của thế tục tử sinh. Với Phật tính thể hiện đại nguyện, Hòa Thượng đã tiếp nối dòng tâm linh Đại Việt, kế tục tâm tông của lịch đại tổ sư xuyên suốt các thời đại. Và với đại hạnh của một Bồ Tát, Hòa Thượng đã biến mục tù sinh tử thành đóa sen hồng thơm đẹp ngàn nơi, đóng góp nét vàng son kiên trinh bất hoại trong dòng lịch sử, trong dòng diệt sinh của thế gian biến hoại vô cùng. Kính thưa chư liệt vị, cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đức đệ ngũ tăng thống đã xuất gia tu học từ nhỏ, đầu sư với cố Hòa Thượng Thích Đức Hải tại chùa Linh Quang, tỉnh Hà Đông. Năm 1944, ngài thọ giới sa di, và đến năm 1947, ngài đăng đàn thọ cụm túc giới, xuất gia tu học vào giữa thời kỳ vận nước điêu linh, nặng lòng với dân tộc của đạo Pháp, nên ngay từ năm 1945, trước lúc nhà cách mạng chống thực dân Pháp và chống cả Việt Minh Cộng sản, đạo trưởng Duy Dân Lý Đông A lên chiến khu rồi bị Cộng sản sát hại. Giới sĩ phu yêu nước đã chứng kiến trên bàn chủ tọa gồm 18 người, trong đó có đạo trưởng Lý Đông A với hai đại đức trẻ tuổi yêu nước, đó là cố trưởng lão Thích Thích Mật, cố vấn của Viện Hóa Đạo, và cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đệ ngũ tăng thống của chúng ta. Mái chùa đã ấp ủ hồn dân tộc để chư tôn đức trưởng lão Thích Nguyện và Quảng Độ đã in truyền đơn và in cả bạc giả để tiếp tế cho chiến khu Lương Sơn kháng Pháp chống Việt Minh Cộng sản. Phản xâm chính miền Nam, toàn dân Việt Nam sống trong cách thống trị hà khắc của chế độ Cộng sản toàn trị. Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã tuyên bố lên án Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, toàn dân Việt Nam bị nô lệ hóa với một chính sách phi nhân, tàn bạo, hận thù và bất bao dung tôn giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng bị tước đoạt pháp lý 2.000 năm. Các vị lãnh đạo giáo hội đã bị đàn áp khốc liệt. 12 tăng ni chủ dược sư đã tự thiêu. Đại đức Thích Tuệ Hiền, trụ trì chủ dược sư Cần Thơ, đã để lại di chúc kháng thư gửi đến bạo quyền Cộng sản. Chúng tôi tăng ni chủ dược sư tha thiết kêu gọi quý vị hãy tôn trọng tự do tín ngưỡng của tất cả mọi người tôn giáo. Chúng tôi quyết tâm nguyện thiêu thân hôm nay vì chúng tôi nghĩ thà chết cho chân lý đạo nghĩa hơn là sống phải theo tà thuyết hại dân. Ngày 3 tháng 3 năm 1947, Cộng sản chiếm dụng khu nghi viện Quách Thị Trang, bạo quyền Cộng sản đã ngang nhiên giật tấm bảng hiệu mang danh hiệu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và liệng xuống lề đường. Ngay 11 giờ hôm đó,
nhân danh Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã ký một thông tư kêu gọi tăng ni sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đạo pháp và danh dự của giáo hội. Ý thức được sự sống còn của dân tộc và đạo pháp, cố Đại lão Hòa Thượng Thích Đôn Hầu và Đại lão Hòa Thượng Thích Quyền Quang đã cùng với Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ không chấp nhận theo giáo hội nhà nước, đã kêu gọi phục hoạt giáo hội Phật giáo thống Việt Nam thống nhất. Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Đức Nguyện, cố vấn Viện Hóa Đạo đã thành lập lực lượng dân tộc giải cứu Việt Nam. Các vị lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Đức Nguyện, Hòa Thượng Thước Thuyền Ấn cùng các thượng tọa Thích Thông Huệ, Thích Không Tánh, Thích Nhật Ban, Thích Huệ Đăng, Thích Tuệ Sĩ, Thích Thanh Tịnh, Thích Thiện Tánh, Thích Trơn Phương, Thích Biểu Huệ, Thích Quảng Thành, Ni Sư Thích Nữ Diệu Nghiêm và Thượng Tọa Thích Thiện Minh đã bị nhà nước Cộng sản xử những bản án bất công với nhiều năm tù đầy trong địa ngục trần gian. Các tu sĩ Phật giáo đã phải chịu biết bao oan khiên, đàn áp, cưỡng bức, bị ngục tù, tra tấn, sách nhiễu, bức hại. Có vị phải hy sinh mạng sống như cố Hòa Thượng Thiện Minh Thích Thiện Minh bị Cộng sản đập đầu trong nhà tù, Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Hòa Thượng Thích Thanh Trí và có cố Thượng Tọa Thích Viên Thông ở tổ đình Thẩm Tháp Bình Định đã bị bạo quyền đem ra xử tử hình. Kính thưa chư liệt biệt, hôm nay chúng ta tề tựu nơi đây để cúi đầu kính dâng lên giác linh của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đệ ngũ tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, những đóa sen lòng kính ngưỡng một bậc đại trí đại nhân suốt một đời phục sự dân tộc, một cao tăng uyên bác đạo hạnh tuyệt vời của một vị Bồ Tát sống có thật ở trần gian, dấn thân vào vòng nước lửa để cứu dân cứu nước cứu đời cứu đạo giữa cái thời mạt pháp ma tăng quỷ dữ lộng hành tác quái làm khổ chúng sinh. Cuộc đời hành hoàn của ngài là cả một chuỗi những đau thương thống hận, sống chết với tình nhà nợ nước, ơn đời ơn đạo. Cuộc đời ngài chính là thân phận của cả một đất nước. Hình ảnh long đong lận lận của thân mẫu của ngài là hình ảnh của một người mẹ Việt Nam. Ngay từ khi còn nhỏ, chứng kiến cảnh sư phụ là một nhà tu ấp ủ lý tưởng quốc gia dân tộc đã bị Việt binh Cộng sản giết một cách dã man, ngài đã phát tâm một lời thề sông núi trong sự đau đớn tột cùng trước hình ảnh người thầy sư sổ. Tôi đã thề là sẽ chiến đấu với sự cuồng tín và không khoan dung và cống hiến cả cuộc đời mình cho việc theo đuổi một công lý thông qua những lời dạy của Phật giáo về bất bạo động, khoan dung và từ bi. Với niềm tin đại nghĩa tất thắng hung tàn, chí nhân phải thay cương bao, ngày đã dõng dạc tuyên bố, rồi ngày đó sẽ đến, ngày mà chính quyền không thể bịt mượn tất cả người dân, toàn dân sẽ vùng dậy như nước vỡ bờ. Khi đó đất nước sẽ phải thay đổi và một tiến trình dân chủ sẽ bắt đầu đổi thay vận nước. Chính vì yêu lý tưởng dân chủ nên sau khi du học, ngài đã không trở về miền Bắc Cộng sản. Ngài đã phải đau lòng lướt ruột, cam tội bất hiếu để mẹ già sống trong đau khổ thui thủi một mình để chọn về miền Nam tự do. Chúng ta hãy nghe lời ngài thổ lộ qua bài thơ Nhớ Mẹ Dâng Mẹ. Cứ đêm đêm theo dõi những vì sao, nhìn bắt đầu con tuôn trào nước mắt, con quỳ xuống chắp hai tay trước ngực lạy đức từ bi cứu độ mẫu thân, lòng chí thành và nguyện cầu trong tâm tưởng, tháng năm dài con chỉ biết thế thôi, nghĩa thù ân chua xót lắm mẹ ơi, con lạy mẹ trăm nghìn muôn ước lại. Thế rồi, ngày quốc nạn 1975, mẹ già từ miền Bắc vào gặp lại con, chưa được bao lâu thì người con lại phải dìu dắt mẹ già ra Bắc chịu cảnh giam cầm, quản thúc trong đói khát bệnh tật. Cuối cùng, mẹ già đã qua đời trong tức tuổi khôn nguôi. Ngài đã phải kêu trời và thốt lên: hỡi trời cao đất dày, có thấu cho cảnh này, mẹ tôi tội tình gì phải chết trong lưu đày, trong cô đơn hiu quạnh,
trong buồn tuổi đắng cay, thôi cõi đời hát động mẹ vĩnh biệt từ đây. Kính thưa chư liệt, trên thế gian có hình ảnh nào bi thương cao đẹp thêm tình mẫu tử khôn cùng này, khiến chúng ta nhớ tới ngày xưa một từ thứ phải quy tào, trong khi bạo quyền cộng sản vô thần đã tra tấn đập vỡ sọ hòa thượng Thích Thiện Minh, tổng trưởng tổng vụ thanh niên, để cảnh cáo rồi áp lực thân mẫu hòa thượng, khủng bố hòa thượng. Nhưng với tâm kim cương ngũ ý, ngài đã chấp nhận lỗi đạo làm con với mẹ già để dấn thân đấu tranh cho dân tộc và đạo pháp. Nhà cầm quyền cộng sản tưởng rằng giam cầm tù ngục sẽ đánh bại cái ý chí kiên cường, tâm kim cương bất hoại với ngài, nhưng chúng đã thua, vì ngài đã dâng hiến cuộc đời cho dân tộc và đạo pháp, nên ngài mới ung dung tự tại, an nhiên dịch kinh tu tập, ngục thất dầu sôi thành cam lộ, lao tù lửa bỏng đóa hồng liên. Thân ta trong chốn lao tù, tâm ta vàng vàng bạc trăng thu mặt hồ, bao trùm khắp cõi hư vô, lao tù đâu thể nhiễm ô tâm này. Mặc cho thế sự vần xoay, tâm ta vẫn chẳng chuyển lay được nào. Ngọc thiêu màu thắm biết bao, xương càng phủ trắng tùng cao ngất trời, trăng tròn quyết biến đầy vơi, mây bay gió thoảng cuộc đời sợ chi. Sau khi mẹ già qua đời, ngài ung dung bất chấp quản thúc quản chế trở về miền Nam, bất chấp cảnh cáo đe dọa của bạo quyền cộng sản, để cất cao lời kêu gọi cho dân chủ nhân quyền Việt Nam. Ngài đồng hành với dân oan, kêu gọi toàn dân đứng lên đoàn kết một lòng, thống nhất sức mạnh để tạo thành động lực đòi quyền dân chủ tự do, chống thù trong giặc ngoài để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Cho đến khi sắp xuất hơi thở cuối cùng của một đời người, ngài đã kêu gọi chư tôn đức tăng ni trong nước và hải ngoại hãy đoàn kết thống nhất và căn dặn hàng đệ tử làm tăng lễ đơn sơ không để quá 3 ngày sau khi hỏa thiêu, cho cốt giải xuống biển Đông, để thể hiện cái đạo hạnh một Bồ Tát cát bụi trở về với cát bụi, và tâm nguyện của một con dân đất Việt hòa chu cốt thân xác mình vào biển cả Việt Nam, để khẳng định đất nước này, biển cả này là Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, là sông núi trời Nam của nước Nam. Sách trời định rõ từ muôn ngàn, cuồng mông giật dữ vào xâm lấn, chuốc lý bại vong, lý nhục tàn. Kính thưa chư liệt vị, lời thỉnh cầu và cung tiến vang vọng, thống thiết từ đáy lòng của hàng tăng ni Phật tử khắp nơi trong nước, biết bao nhiêu lời xứng đáng công đức của ngài, đức trưởng lão hòa thượng Thích Huyền Tôn, tăng giáo trưởng của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo thống nhất tại Úc Đại Lợi và Tân Đây Lan, đã tán thán Thánh huynh là một bậc thầy tài đức vẹn toàn, công đức bao năm lao khổ lãnh đạo con thuyền giáo hội suốt thời gian pháp nạn, công đức vì giáo hội mà phải chịu cảnh tù đầy quản thúc, thiếu ăn thiếu thuốc chăm bề lao nhọc, công đức dịch nhiều kinh sách từ điển cho tăng ni và mọi giới đọc xem tu học, công đức vô lượng vô biên của Thánh huynh pháp đệ không sao nói hết. Pháp đệ cùng tông môn tứ chúng tăng ni Phật tử nhất tâm đảnh lễ, nguyện cầu đắc đến ngài ngự tọa liên đài cao đăng Phật quốc. Sau khi đắc quả vô sanh, xin vị Phật giáo hồi nhập lại Ta Bà để tiếp tục hoằng dương Phật pháp, cứu độ chúng sinh đồng thành Phật đạo. Từ pháp thiền sư nhất hạnh phải xứng đáng công đức của người, bằng đức vô ý lớn lao của thầy Quảng Độ đã cứu chuộc được cho tất cả chúng ta. Có thầy Quảng Độ, chúng ta mới dám nhìn thẳng vào mắt của con cháu của chúng ta mai sau. Thật vậy, không chỉ có Phật giáo Việt Nam mà cả Phật giáo thế giới, Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ủy hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Quốc hội Úc mới vinh danh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trần Nhân Đức để ngũ tăng thống, tán thán công đức của người mà cả thế giới đều phải ngưỡng mộ. Trong một con người với tâm bình thường nhưng mà với tâm từ bi, với đức uy vô cùng cao cả. Chính vậy, năm 2003, tổ chức People in Need của Cộng hòa Séc đã trao giải thưởng Omo Omini, sau đó là giải Health Hermes Award cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ vì những hoạt động bảo vệ nhân quyền, tự do dân chủ và tự do tôn giáo Việt Nam. Đến năm 2006, giải
Torop Rapro Memorial Prize vinh danh Hòa Thượng đã dũng cảm và kiên trì chống đối ôn hòa chế độ Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, hơn 100 nghị sĩ dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ và Âu Châu đã nhiều lần đề cử Hòa Thượng giải Nobel Hòa Bình. Thế nhưng, do vấn đề ngoại giao cũng như những lời chỉ trích về thái độ cứng rắn của Ngài, nên giải Nobel đã không được trao Ngài. Nhưng thực tế, Ngài chính là một khôi nguyên của Nobel Hòa Bình của thế giới. Ngưỡng bạch bạch giác linh đệ ngũ tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Hôm nay, đệ tử chúng con xin cúi đầu trước giác linh của Ngài, một bậc chân tu siêu vượt đã cống hiến chút cả một đời để phụng dựng dân tộc và đạo Pháp, một vị Bồ Tát giữa thời mạt Pháp đã xông vào nước lửa để cứu đời, cứu đạo. Cuộc hành đời hành hoạt dấn thân phục vụ dân tộc và đạo Pháp của Người là một tấm gương sáng người, là ngọn đuốc dẫn đường cho hàng hàng lớp lớp con dân Việt Nam nói chung và toàn thể Phật tử Việt Nam chúng con nói riêng, tiếp nối công cuộc đấu tranh giành lại quyền dân chủ, quyết tâm diệt kẻ nội thù để chống quân xâm lược. Trước giác linh của Người, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con xin cúi đầu sám hối và xin y giáo phụng hành y huấn. Tôi xin thành thật kêu gọi tất cả quý vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Việt Nam đang hành đạo ở các châu, hãy hoan hỷ bỏ qua những gì trong quá khứ không được như ý. Cùng ngồi lại với nhau, đoàn kết một lòng vì tương lai của dân tộc, để Phật giáo Việt Nam trong nước và tại các nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Tâm vô ý và trí hùng bất thoái, cứ tiến lên, đất nước sẽ dạng người, dân phải thoát công cùng, đạo thôi còn kềm tỏa. Người đi rồi, những uy linh vẫn dẫn lối muôn dân, vẫn khuyến tấn tứ chúng, hãy kết đoàn hộ Pháp, hộ quốc, ánh quang huy, Phật đạo sáng ngời. Đại sư về cõi Phật, đuốc tuệ đại từ bi, đại hùng và đại lực, lịch sử mãi còn hôm. Gương chí dũng đại bi sống vào vòng nước lửa, cứu tất cả chúng sinh, Bồ Tát sống Việt Việt Nam, Sa Môn Thích Quảng Độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi đại chúng đã lắng nghe một cuộc đời hành đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, một vị Bồ Tát với tinh thần vô úy vào đời, với đại hùng, đại lực, đại từ bi, Ngài đã bất khuất để truyền bá chánh pháp. Hôm nay tất cả chúng ta đều hướng vọng về giác linh của Ngài, thành kính đế đầu đàn lễ, và để tuy tán công hành của Ngài, Phật tử Hà Phương sẽ có đôi dòng thơ ngâm lên cúng dường giác linh đại lão hòa thượng. Xin kính mời anh Phật tử Hà Phương sẽ dâng lên Ngài đôi dòng thơ tiễn biệt trong ngày hôm nay. Xin kính mời anh. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Văn Tri Tăng, Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng, Tăng Tăng Thống Thích Quảng Độ, của cư sĩ Nguyên Hạnh, Liên Hữu Phật Giáo Thống Nhất, Đóa Hồng Liên Vừa Khép, người phục cúi đầu nấc nghẹt lặng thinh, hiền hiện bóng người tăng tăng bà vàng rực ôi uy linh. Mới đây riêng phù một lửa thân vấn đại nhẫn kiên trì ấn vừa trao, người phất tay áo phù pháp khí bung lên, đất mù hằng xa biến tổ sóng dậy cõi nam đây chuông đời hồng rền vang tám hướng
chống bát nhã dồn dập người thương, tiếng kêu thương, tiếng kêu thương. Lời kêu gọi cho dân chủ Việt Nam, người người nước nước dạ, mắt dọi khôn tham, tinh độ cuối trời hoài vọng, rầm rập xuống đường hô hào biểu ngữ. Những nhân sĩ, những dân loan cũng thành dũng sĩ. Đây thầy dòng kia tăng nhân đều nhập thế cứu đời, lớp lớp đồng bào tín đồ chấm hò, tay siết chặt vai kề vai tiến về phía trước hô vang tự do, dân chủ, nhân quyền. Ô hô ngà quỷ xúc xúc xanh, cớ sao sệt sệt máu của điên. Xưa người về, thốt loài cầm cố. Người đúng tròn dấu hoàng ngâm ngâm thơ. Thơ vọng muôn trùng đại hùng đại lực. Quốc tế bức bức xúc lên tiếng. Quỷ ma dũng động gầm gừ, người bất chấp tự mình xuôi ra trở về cố xứ, lưỡi nghẹn ngào cùng ngạo nghễ hồng liên. Tiếng gai người triền miên thức tỉnh, ta bỏ phải xóa sạch tham lam dối trá gian manh, đất nam thiên hùng khí bao đời, đâu để đến nỗi ma ngoại quỷ hoành hành. Tuổi đời chối đạo thế triều, thân cô thế kẹt, vẫn vang vang lời hiệu triệu quốc dân. Kết toàn với khí tiêm tổ tiên kêu đòi, hào kiệt anh hùng đồng xuất tổng thủ địa, xua tan vô minh án chướng, cho nước nhà chảy hội thái hòa. Ông qua làm việc gương quốc tổ quốc sư, đầy trái kinh sử người ra đi, đi rồi không bóng người vẫn trái đất trên mọi nẻo đời nẻo đạo, lời vẫn trao tay vẫn chỉ, hãy lên đường, hãy lên tiến bước, tâm vô úy và trí hùng bất thoái, cứ tiến lên đất nước sẽ rạng ngời, dân vẫn phải thoát công cùng đạo thôi còn kềm tỏa. Người đi rồi, người đi rồi, những uy linh vẫn dẫn lối muôn dân, vẫn khuyến ta tứ chúng hãy kết toàn hộ pháp hộ quốc. Ánh quang Phật Phật giáo chói lời nguyện nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa tất cả quý vị hiện diện trong buổi lễ tưởng niệm hôm nay là chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng. Và giờ phút này chúng con xin được thành tâm lên đầu đảnh lễ cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Viên Lý, Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, thành tâm kiện thiện ngài có đôi lời ban pháp từ cho buổi lễ hôm nay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh, xin được thành kính đề đầu đặt lễ cung thỉnh hòa thượng.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch tiểu tục đức giáo hoàng tịnh đi, kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện các đoàn thể tổ chức cơ quan truyền thông và quý đông hương Phật tử, tất cả những gì cần đối cả thế giới nhân lộ về các biểu đạt. Và trong cái duy hướng mà được Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quán Độ đề ngũ thành Thống Giáo Phật Giáo Việt Nam thống nhất ngày mùa tang lễ của Ngài đương nhiên thanh tịnh, không có điếu văn, không có tiểu sử, không có những nghi thức thông thường như một lễ tang. Do vậy mà chị xin cúi đầu thâm tạ công đức đức vô cùng to lớn mà Ngài đã thiến thiết đối với đạo pháp dân tộc và thế giới nhân loại. Và xin nguyện cũng như thỉnh cầu quý Ngài hãy tiếp tục thực hiện những hồi báo lớn mà Đức Đệ Tứ, Đức Đệ Ngũ Tịnh Thông đã ấp ủ. Để giúp cho dân tộc và đất nước Việt Nam của chúng ta không có được tự do, dân chủ và độc lập. Nếu chúng ta thực hiện được những cái điều đó thì rõ ràng chúng ta đang xứng đáng Ngài, không phải bằng những ngôn ngữ mà chính những hành động thiết thực mà khả năng của chúng ta có thể. Mà xin hết lòng thông thả Hòa Thượng Thích Minh Minh Tuyên Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, đồng thời là Phó Pháp Chủ kiêm Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Giáo hội Phật Giáo Khất Sĩ Thế Giới đã tổ chức buổi lễ rất là ý nghĩa này. Cũng như xin cảm tạ sự có mặt của tất cả chư liên quỷ và cầu nguyện giác linh Đức Đệ Ngũ Tịnh Thông Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất Gia Bì và tất cả chúng ta chung tôn mỗi cái sứ mệnh thiêng liêng cao cả của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở giờ phút này chúng con xin được thành kính để đầu đảnh lễ được cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang, thành viên Hội đồng Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ, thành kính kiện thỉnh Ngài cho chúng con đôi giọng pháp ngữ trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin thành tâm đề đầu đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng cho chúng con đôi dòng pháp ngữ trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được thành kính để đầu đặt lễ cung thỉnh Hòa Thượng. Sự quang lâm chứng minh của chư tôn Trưởng Lão Hòa Thượng đó là một phước báo vô lượng cho tổ đình Minh Đăng Quang của chúng con.
Mặc dù công tác Phật sự ngày 14 sám hối, nhưng mà quý ngài cũng đã nhịn chút thời gian quang lâm và chứng minh, xin được thành kính để đầu đàn lễ cung thịnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng trưởng ban tổ chức Thích Minh Tuyên, Hòa Thượng Chủ tịch Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở hải ngoại và Chư Tôn Đức Tăng Ni. Vào những ngày cuối tuần, thời tiết vào buổi chiều cũng xe lạnh, chúng tôi cảm thấy quý vị có mặt ở đây đến để nghe lời kêu gọi cũng như các nơi tổ chức lễ truy niệm nhớ đến cái công hạnh hy sinh của cố Đại lão Hòa thượng Địa Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vừa viên tịch. Thì hôm nay đây trong cái khung cảnh đem hết cái tâm thành và chúng ta là những công dân Việt Nam cũng như tín hữu tăng và Phật tử đem hết đem cái lời cầu nguyện cái sự hy sinh của ngài trọn một cái đời sanh ra đời là công dân Việt Nam và xuất gia và đem cái hiến cái đời của mình trọn vẹn cho đạo pháp và cho dân tộc. Như quý vị đã thấy xuyên quá trình xuyên suốt một cái thời gian ở còn lại sau khúc quanh lịch sử năm 1975, ngày ở đất nước trở lại ở lại đất nước Việt Nam cũng gắn bó với cái mảnh đất Việt Nam cho đến ngày quy tây. Hôm nay chúng con và chúng tôi cũng đồng tâm chắp tay hướng về giác linh hòa thượng hộ trì cho Phật giáo Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam và giữ gìn cho quê hương đất tổ mảnh đất của chúng ta mãi mãi được trường tồn. Và những ý nguyện của ngài sẽ có những người tiếp nối và tiếp nối những cái công hạnh và hy sinh. Ngài là bậc cao tăng, là kim cang bất hoại trong trái tim của ngài, và chúng tôi chúng con xin nguyện noi theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin tri ơn Hòa Thượng rất nhiều và xin cung thỉnh Hòa Thượng ngồi quý lại chỗ ngồi chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chúng con xin gửi đến quý ngài ca nhạc sĩ Nghiêm Phú Pháp và ban nhạc Hương Thiền sẽ dâng lên giác linh Đại lão Hòa thượng cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh trong buổi lễ hôm nay một nhạc phẩm để cúng dường. Xin kính mời nhạc sĩ Nghiêm Phú Pháp và ban nhạc Hương Thiền một bài hát trong bài lễ tượng niệm chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tăng Đức Ni, hôm nay chúng con nhóm Hương Thiền xin được đến đóng góp một chương trình để tưởng nhớ đến Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, cũng là một người đi tù trong chế độ cộng sản, và cảm nhận khi đọc tập thơ tù của ngài, trong đó tác phẩm mà chúng con rất tâm đắc, và bây giờ thì chúng con xin được giới thiệu tiếng hát của một thành viên của nhóm Hương Thiền và một giọng ngâm là bác sĩ Đỗ Trọng Thái và chị Thu Tuyết sẽ ngâm thơ và hát cho chúng ta nghe của bài thơ mà ngài đã viết, đó là Tìm Đâu Lối Vào. Đọc cái bài thơ này và phải ở trong cảnh tù của cộng sản thì mới cảm nhận được
cái sức sống của Ngài và mới hiểu được như thế nào là Ngài đã nói đến ý nghĩa của tìm đâu lối vào. Và bây giờ chúng con xin được hân hạnh giới thiệu tiếng hát của anh Đỗ Trọng Thái. Vâng, mời chị Thu Tuyết. Lòng lòng mắt
Xin cảm ơn ban nhạc Hương Thiền đã có những dòng ca dâng lên cúng dường cho buổi lễ ngày hôm nay. Và tiếp theo chúng tôi xin kính mời cư sĩ Chân Huyền thuộc Liên Hữu Phật Giáo Thống Nhất sẽ có đôi lời phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin kính mời anh. Tất cả quý vị quan sát cũng như thân hào nhân sĩ trở về đây làm lễ tưởng niệm giác linh Đại Lão Hòa Thượng sẽ cũng có những đôi lời dâng lên tưởng niệm giác linh ngài trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời cư sĩ Chân Huyền tăng thủ trong buổi lễ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa Thượng Viện Chủ, kính thưa quý tăng ni, kính thưa quý vị quan khách, nhân sĩ trí thức, nhiều người đã nhắc đến công hạnh và công đức của Đại Lão Hòa Thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ, nên tôi chỉ cần nói rất là ngắn để tưởng niệm một vị vô úy thượng nhân, một Bồ Tát mà gương bi trí dũng của ngài soi sáng ít nhất là nửa thế kỷ của Phật giáo Việt Nam, và cũng để xin có một lời, bởi vì tôi thay mặt cho Liên Hữu Phật Giáo Thống Nhất có tuyên bố ý hướng của chúng tôi. Thưa quý vị, kế thừa di sản của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, kế thừa di sản của hai vị tăng thống là thầy Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ, chúng tôi sẽ tiếp tục chống lại hành vi đàn áp khủng bố, bắt bớ tù đầy, đánh phá bôi nhọ tăng ni Phật tử, những người không chịu đi ngược lại với lòng mình, những người nhất định trung thành với lại truyền thống độc lập của giáo hội và trung thành với chính lòng mình. Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngưng đàn áp tự do tôn giáo, không những đối với Phật giáo mà còn với những tôn giáo khác như Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Cơ Đốc giáo các nhánh. Chúng tôi chống lại hành vi lệ thuộc trung cộng của nhà cầm quyền Cộng sản đương thời. Chúng tôi cũng chống lại việc các hành vi bán đất nhượng đảo của nhà cầm quyền đương thời. Đó là di sản của tổ tiên cha ông tiền nhân để lại. Đồng thời, chúng tôi xin lên án hành vi phi nhân một nhà nước toàn trị tàn bạo với các sự việc như phá chùa, sập miễu hoặc phá hủy tu viện, đan viện, cưỡng bách, cưỡng chiếm đất đai và cơ sở của Phật giáo cũng như các tôn giáo khác, không cho các tăng ni cũng như là các chức sắc tôn giáo truyền bá đạo pháp, giảng dạy các vấn đề tâm linh cũng như giáo dục hướng dẫn con em Phật tử và các tôn giáo khác. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lên tiếng mang ra công luận quốc tế ý hướng, ý đồ quốc danh hóa đạo Phật và các tôn giáo khác, làm biến tướng chánh pháp, tăng đồ và Phật tử. Như chúng ta có thể thấy, hành vi của một số
vị tăng thầy tu kiến tướng sau này. Xin cảm ơn và thành kính đảnh lễ quý vị. Xin cảm ơn lời phát biểu của anh. Và tiếp theo chúng tôi xin kính mời tiến sĩ Nguyễn Tấn Lạp tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời bà có đôi lời phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm này. Sự hiện diện của tất cả quý vị thân hào nhân sĩ cũng như quý nam nữ Phật tử là tấm lòng tôn kính đối với Đức Tăng Thống. Vì vậy, chúng tôi xin được kính mời bác có đôi lời trong buổi lễ. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý vị quan khách, chúng tôi xin đại diện cho Hội đồng Trị sự Trung ương của Phật giáo Hòa Hảo xin có vài lời dâng lên Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ Đệ Ngũ Tăng Thống trong cái buổi lễ tưởng niệm sự viên tịch của Ngài ngày hôm nay tại Tổ Đình Minh Đăng Quang do Hòa Thượng Thích Minh Tuyên đại diện cho Giáo hội Tăng Già Khất Sĩ ở trong nước cũng như là hải ngoại. Kính thưa tất cả quý vị chư Tôn Đức và quý vị Tăng Ni và quan khách, chúng tôi rất dễ làm xúc động khi biết tin Hòa Thượng Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã viên tịch, và chúng tôi thấy rằng ngày hôm nay chúng ta nên có một cái buổi lễ tưởng niệm Ngài. Mặc dù trước khi Ngài viên tịch, Ngài đã có di ngôn tổ chức tang lễ rất là đơn giản ở trong nước, nhưng mà chúng ta là những người có tín ngưỡng tín đồ của Phật giáo hay là bất kỳ một tôn giáo nào, chúng ta phải nhớ đến những công đức, những hy sinh của Đại Lão Hòa Thượng trong suốt cuộc đời ly tu của Ngài, và tất cả những sự đóng góp của Ngài cho đạo pháp và dân tộc suốt bao nhiêu năm qua. Và chúng ta phải nên nhớ rằng cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo, đạo pháp và dân tộc ở trong nước vẫn còn phải tiếp tục. Nói theo gương tranh đấu dũng cảm can trường và bất khuất của Ngài, mặc dù những năm tháng tù đầy gần như là suốt cuộc đời này của Ngài. Và chúng tôi thấy rằng ngày hôm nay chúng ta phải nhân cái cơ hội Ngài viên tịch với những di ngôn rất là khiêm tốn, nhưng quốc gia và dân tộc chúng ta vẫn chưa có tự do tôn giáo và nhân quyền, nên chúng ta hãy nhân cái cơ hội này biến tất cả những đau thương buồn tủi trước sự bất mát, trước sự viên tịch của Ngài, trước sự bất mát một vị lãnh đạo tôn giáo rất là cao cấp với cái gương tranh đấu bất khuất dũng cảm cho đạo pháp và dân tộc ở trong nước, bằng cách chúng ta phải ngồi lại với nhau. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở trong nước cũng như
Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo ở trong nước và hải ngoại này, cũng như các tôn giáo khác, phải ngồi lại với nhau để tiếp tục con đường tranh đấu cho đạo pháp và dân tộc của đồng bào chúng ta ở trong nước. Chúng ta nên nghĩ một cách tích cực, vận dụng cái cơ hội này, biến tất cả những đau thương trở thành hành động. Chúng ta là anh em, chúng ta đều là cùng một cha, cùng một mẹ, dòng giống thiên dòng, và chúng ta phải cùng nhau đoàn kết. Chúng ta phải chấm dứt những sự phân hóa và chia rẽ để mà xây dựng niềm tin, để mà cùng nhau xây dựng khối đoàn kết, để xây dựng cái sức mạnh tổng hợp của người Việt, không những ở hải ngoại này mà cả trong nước nữa, và cùng nhau tranh đấu cho tự do tôn giáo, cho dân chủ và nhân quyền trong những ngày tháng sắp tới. Đó là tâm tư của chúng tôi xin gửi đến tất cả chư tôn đức tăng ni, cũng như quý vị tín đồ của Phật giáo, của Thiên Chúa giáo, của Tin Lành, của Hòa Hảo, của Cao Đài, của Hồi giáo, và con dân Việt. Chúng ta không thể nào thở trước những cái sự đóng góp hy sinh của quý vị đại lão hòa thượng như là Hòa thượng Thích Quảng Độ, mà phải thay đổi suy tư, mà phải tích cực hơn, không nên thở, không nên để cho những đau buồn này mà làm cho chúng ta là trở thành là bất lực. Đó là cái lời chia sẻ và xin ao ước của chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn bà rất nhiều. Và tiếp theo xin dâng lên quý ngài bài thơ Dân Mẹ, sáng tác của Hòa thượng Thích Quảng Độ qua giọng ngâm của chị Betty. Xin kính mời chị Betty sẽ dâng lên cúng dường cho Giác Linh Đại Lão Hòa thượng bài thơ Dân Mẹ, tác giả của ngài. Dạ thưa anh Nghiêm Phú Phát còn đó không ạ? Nếu anh còn thì anh làm ơn dạo cho một cho em một tiếng đàn tông la được không ạ? Trước hết cho con kính đi đầu thân mến chào tất cả các chư tôn đức có mặt hiện diện tại đây cùng quý Phật tử. Kính bạch chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni và quý Phật tử, hôm nay con rất hân hạnh được đến đây dự một buổi lễ tưởng niệm đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ, đệ ngũ tăng thống Giáo hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam. Con xin nguyện cầu hương linh của ngài sớm về cõi Niết Bàn và phù hộ cho nước Việt Nam sớm có được tự do, dân chủ như nguyện vọng của ngài trong suốt cuộc đời của ngài. Hôm nay con xin kính dâng lên Giác Linh bài thơ Dân Mẹ mang tên Dân Mẹ do chính ngài sáng tác. Xin kính mời quý vị thưởng thức sau đây.
bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ suốt canh trường khẳng khoái. Ơn dưỡng dục mẹ ơi sao kiên kể, công sinh thành con nghĩ quặn lòng đau. Khó mai già sơ xác đã từ lâu, chờ vơ đứng giữa trường đời gió lòng. Dòng sông chảy ấy đời con trong mộng, lững lờ trôi trôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thiêm thiếp trong mơ, con mơ thấy hồn con về thăm mẹ, được ấp ủ trong tình thương của mẹ. Mảnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu, bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình yêu của mẹ. Vu lan lên cõi lòng con quạnh quẻ, bóng người xưa như phảng phất đâu đây. Một chiều thu lạnh dâng bát cơm đầy, tình nghĩa ấy mẹ ơi bao thâm thiết. Phương trời này con ngập ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một trà chưa xong. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một trà chưa xong. Dạ đấy. Con đọc, con ngâm bài thơ này, con nhớ mẹ. Mẹ con đã mất 2 năm rồi. Con xin lỗi. Xin cảm ơn chị qua dòng ngâm rất là hay. Và tiếp theo xin gửi đến cho đạo tràng đại chúng là bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông do giáo sư Lê Hữu Quốc sẽ dâng lên cúng dường giác lên Đại Lão Hòa Thượng. Trái tim của Đại Lão Hòa Thượng như Ngọc Minh Châu được sáng ngời khắp muôn nơi. Một trái tim Bồ Tát thì hiện giữa cuộc đời, đem ánh sáng chân lý của Ngài để truyền bá chánh pháp thay Phật tuyên dương. Đó là một trái tim của một vị Bồ Tát vô úy. Giờ đây qua dòng ngâm thơ của dòng hát của giáo sư Lê Hữu Quốc, bài Việt Nam Minh Châu Trời Đông, xin kính mời bạn. Kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý quân khách, quý đạo hữu, hành đại minh hiền, chúng tôi xin được đóng góp một bài hát có lẽ nói lên tinh thần của đức định tâm thống.
bài Việt Nam Vinh Quang Trời Đông. Trước khi bước vào buổi làm lễ hôm nay, nhóm Hương Thiền sẽ gửi lên cúng dường cho quý ngài thêm một bản nhạc nữa. Xin mời nhóm Hương Thiền sẽ dâng lên cúng dường bản nhạc trước khi cùng thỉnh quý ngài cử hành nghi thức lễ cầu nguyện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trước khi cung thỉnh với ngài làm lễ A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa thượng Thích Minh Tuyên, kính thưa Hòa thượng Thích Viên Lý, kính thưa Hòa thượng Thích Minh Mẫn, kính thưa quý chư tăng đại đức tăng ni, tôi xin phép Hòa thượng Thích Minh Tuyên cho phép tôi được một phút để phát biểu của buổi lễ ngày hôm nay, và tôi chỉ xin nói đúng một phút mà thôi. Trước khi đến đây, tôi nghĩ rằng là cái buổi lễ chúng ta sẽ quy tụ được rất là đông, bởi vì cái tiếng tâm, cái công đức của đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã âm hưởng đến cái dòng Phật giáo của chúng ta hải ngoại, cũng như tập thể Phật giáo Phật tử chúng ta hải ngoại, không biết dường nào mà có thể đo lường được. Tuy nhiên, mặc dù buổi lễ hôm nay hơi vắng vẻ, nhưng tôi thấy có một điểm lành diễn ra, đó là tôi nhìn thấy có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Viên Lý, đại diện cho tăng già Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, và sự hiện diện của Hòa thượng Thích Minh Mẫn, đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Hoa Kỳ. Cái điều đó nó nói lên, tôi thấy rằng là thưa quý tăng ni, đó là một điểm lành cho Phật giáo của chúng ta tới ở hải ngoại và có thể là ở trong nước luôn. Cuối cùng, tôi cũng xin bộc bạch rằng là có lẽ tôi là một nhà báo duy nhất ở hải ngoại này đã được gặp và tiếp xúc cũng như phỏng vấn đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện ngày 15 tháng 5 năm 2014, thấm thoát đã 6 năm rồi. Cái câu chuyện đó tôi vẫn còn giữ nguyên. Có lẽ là người hiểu tôi và muốn tôi sẽ kể cái câu chuyện mà tôi giữ kín 6 năm nay, đó là Hòa thượng Thích Minh Tuyên. Tôi xin hết lời tạ ơn Hòa thượng Thích Minh Tuyên đã có lòng gợi ý cho tôi công việc đó, và có lẽ tôi xin gặp quý chư tăng ni vào cái ngày mà tôi được dịp nói chuyện về cái buổi đại duyên đó, gặp Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Và giờ phút này chúng con xin cung thỉnh chư tông Hòa thượng Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni khởi thân đứng dậy tiến về phía trước giác linh đại lão Hòa thượng để dâng hương tưởng niệm. Trong buổi lễ dâng hương tưởng niệm này, chúng con xin cung thỉnh quý ngài làm lễ ngắn gọn. Con đi lấy hoa đó, mỗi một sư cô một cái bình hoa lên đây đứng phía sau. Thể hiện lòng tôn kính sâu xa, đầy thành kính đến với Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và thể nguyện ý chí cũng như tấm lòng của đàn hậu học, thể hiện tinh thần bi trí và dũng của người con Phật, dù là xuất gia hay tại gia,
sống trong cuộc đời đầy biến động này, quyết noi theo gương sáng cao vời của lực đại liệt vị Tổ sư Bồ Tát, gương sáng cao vời của năm năm đời tăng thống. Và đặc biệt hiện tại là đức vô quý tiên trinh quy hùng lẫm liệt, đại bi, đại trí, đại nguyện và đại hạnh của đức đệ ngũ tăng thống. Chúng con xin thành kính được tiếp thụ ngọn Phật quang của Ngài và dâng lên thắp hai ngọn Phật quang để nguyện ánh sáng hào quang này tỏa chiếu khắp càn khôn vũ trụ mà phổ độ nhân sanh. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng tôi thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tịnh Xá Tổ Đình Giác Lý khắp ngọn Phật quang. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự, Chủ tịch Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại khắp ngọn Phật quang. Và nhất tăng cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Giáo Phẩm đồng nguyện hương. Giới bình như quê giải tỏa dài tỏa trí tâm đi sàng hội sở nguyện nhân dân.
thôi tu tâm chân tha điều ngộ đại thừa cái đúng đồ chi hạnh mô việc tham thì chi kiến hại thiền pháp trần tư sự sự phát hy vọng thư trùng trùng hạ phụng cứng tha thiệu lòng Việt Nam kết thúc buổi lễ tưởng niệm.
xin được kính mời giáo sư Lê Hữu Quế sẽ bắt cho bài Việt Nam Việt Nam. Xin kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ tưởng niệm đã khép lại chương trình. Chúng con xin được thành kính để đầu được đảnh lễ cảm tạ thâm ơn quý ngài. Dạ vâng, chúng tôi nước tăng đi. Quý vị, chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức chân thành cảm tạ chư tôn đức tăng ni đã quang lâm khi tổ nhân chư tăng tôn đức bố đại đã làm việc sức khỏe đức đệ ngũ thần thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng ta và cũng chân thành quý hội đoàn toàn thể chúng Phật tử đã có mặt ngày hôm nay chân thành kính chào toàn thể quý vị. Năm 1973 thì hội đồng lãnh đạo trung ương của giáo hội trong kỳ hội nghị phát đại đã cung kính ngài ở trong cái vai trò tổng thư ký. Từ đó thì ngài dấn thân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và đặc biệt là trong vấn đề điều hành tất cả mọi công tác thực sự của giáo hội. Hòa thượng Quán Độ là một vị giáo dạy trong đại học thì đến cái giờ của ngài đó sinh viên coi như là đầy giảng đường mà rồi còn ngồi chấn ra các hành lang. Ngài giảng thật là đứng lên đây cái phong thái anh nhìn nha, tôi anh chắp tay thấy vô cùng anh nhìn nha, tôi hai vô cái trí tuệ của ngài, cái sự hùng biện của ngài và cái cách mà ngài truyền đạt cái kiến thức thì người nào cũng có thể là nhận được, và đặc biệt là với cái hùng tâm, cái hết lòng của ngài đó thì các anh em sinh viên vào thời đó gần như là uống cạn được những cái lời giảng dạy cameraman. Rồi khi mà ở cái vai trò tổng thư ký ngài chủ tọa nhiều cái phiên họp mà phụ tá cho hòa thượng viện trưởng thì phải nói rằng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất viện hóa đạo thật là bố phúc. Các vị đại lão hòa thượng từ đức tăng thống, đức phó tăng thống cho đến đức viện trưởng viện hóa đạo và chư tôn giáo phẩm đều hết sức là hoan hỷ về cái việc làm của hòa thượng này. Quý lắm. Nói về cái công hạnh và cái sự nghiệp của ngài đó thì nó nhiều mặt. Trong đó thì có nói đến một cái việc là ngài là một dịch giả. Cái thuở còn rất là trẻ, một vị tăng trẻ mà ngài đã dịch tác phẩm Thoát Dòng Tục Lụy của Đại sư Tinh Vân từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Và tác phẩm Thoát Dòng Tục Lụy thì phải coi như là một cái quyển sách gối đầu giường của nhiều thế hệ thanh niên, tăng ni. Tác phẩm đó đi vào lòng người, đẹp lắm. Rồi ngoài ra những cái sáng tác phẩm của ngài kế tiếp, ví dụ như là Mục Liên Sám Pháp, rồi Đại Phương Tiện Phật Báo Phụ Mẫu Ân, rồi ba cái tác phẩm mà cống hiến rất là nhiều cho Phật giáo Việt Nam, cho các giới sinh viên, những nhà nghiên cứu, cũng như là giúp cho những người tu học ở Việt Nam đó nhận định rõ lại cái Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa và Phật giáo Đại Thừa qua ba dịch phẩm là Nguyên Thủy Phật giáo Tư Tưởng Luận, Tiểu Thừa Phật giáo Tư Tưởng Luận và Đại Thừa Phật giáo Tư Tưởng Luận. Rồi ngài lấy biên soạn
hai quyển từ điển Phật học Hán Việt, công phu thật là công phu. Tuy nhiên, một cái công phu phải nói rằng để đời mà không thể nào tưởng tượng nổi. Trong những năm bị tù đài, khổ nhọc vô cùng, vừa ở tù, vừa nuôi mẹ, bưng cơm lên chăm sóc, mà Ngài đã kiên trì để dịch được bộ Phật Quang Đại Từ Điển chính quyền. Một cái công trình mà nói rằng phải có một cái tập thể hàng năm 30 vị học giả mới có thể làm nổi. Nhưng mà Ngài một mình thì tôi không hiểu rằng cái trí tuệ, cái năng lực nào mà có thể làm cho Ngài hoàn thành được cái tác phẩm vĩ đại đó. Một cái công trình văn hóa lớn để đời cho Phật giáo. Nhưng mà những cái tác phẩm viết bằng chữ, bằng nghĩa giấy trắng mực đen đó, thì thiệt sự là chỉ một phần cái sự nghiệp lớn lao của Đại Lão Hòa Thượng đó, là cả cuộc đời của Ngài. Hồi đi học thì hết sức đi học, một sinh viên xuất sắc. Rồi đến khi đi dạy thì hết lòng đi dạy, một bậc thầy lỗi lạc, một nhà dịch thuật tài hoa và một nhà biên soạn từ điển thiệt là lẫm liệt, và một cái kỳ công chứ không phải là tầm thường. Và trong cái lãnh vực kiên trì chịu đựng không biết là bao nhiêu gian khổ, tù đài nhiều đợt, nhưng mà không hề bị khuất phục trước bạo quyền, trước cường lực, thì đúng là một bậc đại trượng phu, quy vũ bất năng khuất. Thưa thầy, thầy có cái kỷ niệm hoặc là buổi duyên gặp gỡ nào đối với cố Đại Lão Hòa Thượng không? Thưa có. Tôi ngày xưa là một du tăng khất sĩ, ôm bình bát đi hành đạo khắp nơi, từ thành thị, núi rừng, xóm làng, không có xuất thân từ những Phật học viện hay là ở viện đại học. Nhưng mà các huynh đệ của tôi thì lại có được học ở trong viện học Vạn Hạnh. Rồi những hôm mà Hòa Thượng Quảng Độ ngày giảng đó, thì các huynh đệ đó cho hay, nói thôi, kêu bằng sư, sư Minh Tuyên, bữa nay đi khất thực rồi, ôm cái bình bát vô đây, rồi nghe thầy Quảng Độ giảng, hay tuyệt vời, hay không thể tưởng được. Thì lúc đó nói xin lỗi nhà sư hay là bằng đạo, sau khi khất thực đầy bình bát, lại đi vào trong cái giảng đường, được ngồi nghe thầy giảng. Nó hạnh phúc sung sướng vô cùng. Đó, thì đó là những cái nhân duyên gặp. Rồi một nhà sư khất sĩ thì lại cầu pháp với tất cả các bậc thiện trí thức. Tôi đã đến kính chào Ngài, chào thăm. Rồi Ngài vui vẻ hỏi thăm tôi như thế này thế kia. Rồi tôi cũng trình bày, và Ngài rất là ân cần và để lại trong lòng tôi những cái gì đó mà nó thiêng liêng, nó đẹp đẽ, không thể tưởng tượng được. Năm 1975, đất nước mình lâm vào một cái hoàn cảnh nghiệt ngã tan thương. Thì hồi xưa thì tôi lại cứ có cái mơ ước, mong ước rằng một ngày nào đó chấm dứt chiến tranh, mong ước ngày nào đó toàn dân xây dựng lại đất nước. Rồi chúng tôi sẽ làm một cuộc hành hương từ Cà Mau đi dài ra tới Huế, rồi đi ra ngoài Bắc, đảnh lễ thăm viếng từng cái di tích lịch sử của tiền nhân, đảnh lễ thăm viếng từng tổ đình của các bậc tổ sư khai đạo. Nhưng mà cái ước mơ nhỏ xíu đó lại thực hiện không được. Sau 75 rồi thì ở đâu kẹt cứng ở đó.
Tôi muốn là một người công dân bình thường, đẹp đẽ để đóng góp vào cái việc tăng gia sản xuất, xây dựng lại đất nước của mình sau nhiều năm chiến tranh tan vỡ. Nhưng mà rồi không có được phép để cày cấy, không có được phép để đi lại, không có được phép để nói cái lời đẹp đẽ và chân chính. Nếu tôi mà không vượt biên và vượt biên không thành công thì ở lại, thì tôi tin chắc chắn rằng tôi cũng sẽ là một người đi vào chốn đau tù với Đức Nha. Và có thể cái phước đức của tôi không biết làm sao, không biết được vào tù rồi được hầu cận Đức Ngài để rồi chăm sóc một cái bữa ăn, hay là đi giặt cái y áo cho Ngài hay không, hay là cái tánh khí tôi nó cũng can cường, nó lẫm liệt, không có biết sợ trời sợ đất gì hết, rồi tôi nó ra tro bụi hồi nào không hay rồi. Thành ra hôm nay tại ở đây với tất cả lòng thành của người hậu học, tôi làm lễ để tưởng niệm Đức Ngài và được sự hưởng ứng của chư tôn thiền đức ở nhiều cái tông phái, ở nhiều chùa, nó vượt qua những cái rào cản gọi là hành chánh và giáo hội, rồi được đồng bào Phật tử về đông đảo, các bậc nhân sĩ rồi cùng đứng ra để mà làm lễ và thắp nén hương tưởng niệm Ngài đó. Tôi hết sức là xúc động và cảm kích. Cảm ơn Thầy, chúc Thầy sức khỏe. Thì xúc động quá, thành ra tôi... Thầy nói hay quá, thầy động cuối, con nghe con mê luôn.